Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai tinh dầu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví dụ này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe thuộc phân khúc của dòng xe hạng C của Hyundai, đó là chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe Hyundai Elantra thì đang cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Toyota Corolla chiếc xe Honda Civic, chiếc xe Kia K3 chiếc xe Mazda 3 cũng như rất nhiều loại xe trên thị trường Việt Nam. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho cả 4 phiên bản của chiếc xe Hyundai Elantra để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 2 tiếng giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok Ok, phép đi vào vấn chính luôn ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 bản à, số sàn ạ. À. Đó bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Elantra anh em nhá. Với giá miếng của chiếc xe này thì đang là 580 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 512 triệu ạ. Giảm giá rất sâu cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Hyundai Elantra bản à, 1.6 bản số sàn này. Làm mấy nội thì đang là 6, 569 triệu ạ. Trả góp thì đang là 166 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 545 triệu. Trả góp thì đang là 142 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 563 triệu. Trả góp thì đang là 160 triệu ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhạc. Ok tiếp theo rượu cho về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 bản số tự động ạ. Với giá niếc của chiếc xe này thì đang là 655 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho nhà đang là 609 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Elantra bản 1.6 bản số tự động này Lâm Nội thì đang là 671 triệu ạ. Trả góp thì đang là 191 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 646 triệu trả góp thì đang là 167 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 664 triệu. Trả góp thì đang là 185 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngày như nào thì anh em điền thông tin, nhìn được tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe căn tâm, hình thức trả thẳng trả góp để nguyên lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ. Ok, tiếp theo thí hiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0, bản số tự động ạ. Với giá mít của chiếc xe này thì đang là 699 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 631 triệu ạ. 631 triệu nhầm nha. Vậy thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0, bản số tự động này, làm thì đang là 695 triệu Còn trả góp thì đang là 199 triệu ạ Còn là tỉnh thì đang là 670 triệu Trả góp thì đang là 174 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 688 triệu Trả góp thì đang là 191 triệu ạ Trong phần trả góp thì em đã tính cho anh em Anh em có thể vay được 80% giá trị của xe này đó, và thời gian vay anh em có thể vay đến 75 hoặc 8 năm đấy ạ. Và có thể hỗ trợ cho em là Anh em tỉnh xa này Lỡ xấu này Có thể hỗ trợ cho em được đấy ạ Ok tiếp theo tí hiệu cho về một chiếc xe Hyundai Elantra Bản 1.6 bản Sport ạ Với giá miếng của chiếc xe này thì đang là 6, 700, là Đang là 769 triệu ạ Hiện tại đại chúng em thì đang bán cho với giá đang là 688 triệu thôi ạ Vậy thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 bản Sport này Làm cái nổi thì đang là 757 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 215 triệu Có là tỉnh thì đang là 731 triệu Trả góp thì đang là 189 triệu ạ Còn ở thành phố hồ chí Minh thì đang là 749 triệu Trả góp thì đang là 208 triệu ạ Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại Cho cả 4 phiên bản của chiếc xe Hyundai Elantra bản cho cả bốn bản rất là chi tiết cụ thể rồi vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh giùm nhá để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như là Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều loại xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.